Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với Bay.vn. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về ứng dụng có tên là Bay Timesheet. Bay Timesheet là một ứng dụng giúp tính ra ngày công nằm trong bộ ứng dụng có tên là HRM của Bay. Thì trước khi đi vào hướng dẫn về cách thiết lập công thức thì em sẽ giới thiệu tổng quan về cái ứng dụng này. Ứng dụng mà em sắp giới thiệu nó sẽ là ứng dụng Bay Timesheet của bên mình. Thì đi theo sơ đồ thì từ tất cả các dữ liệu chấm công từ camera này, từ máy chấm công, từ điện thoại, từ web check-in, nó sẽ đổ hết tất cả về Bay check-in để tính ra, để liệt kê ra tất cả các cái hoạt động chấm công của mọi người. Với những trường hợp mà làm việc ngoài văn phòng thì nó sẽ đổ cái thông tin liên quan đến xin nghỉ phép, xin làm việc ngoài văn phòng về Bay Timesheet. Đây mọi người có thể thấy là từ time off đổ về Timesheet, từ check-in đổ về Timesheet. Và ở Timesheet mình sẽ tính ra số ngày công của người đó từ cái dữ liệu chấm công và dữ liệu xin nghỉ phép để đổ cái ngày công của mọi người sang payroll để tính ra lương. Vậy thì câu hỏi, làm sao để Timesheet có thể tính được tự động vào cuối tháng mà mình không cần phải tính toán bằng tay hoặc là bằng thủ công? Thì trong video này em sẽ hướng dẫn anh chị cách thiết lập công thức để có thể giúp Timesheet chạy tự động cái số ngày công của mọi người ra thay vì phải tính thủ công. Đầu tiên thì anh chị cũng sẽ truy cập vào ứng dụng HRM giống như hướng dẫn ở các phần trước đó. Anh chị sẽ vào hrm.base.vn này. Sau đó thì chọn phần lịch làm việc. Ở đây thì anh chị sẽ tạo ra cái lịch làm việc của công ty mình. Sau khi tạo xong lịch làm việc thì anh chị sẽ gán lịch làm việc này với từng nhân sự cụ thể. Một công ty có thể tạo ra rất là nhiều lịch làm việc. Sau khi tạo xong lịch làm việc xong, anh chị sẽ truy cập vào ứng dụng có tên là timesheet.base.vn. Hoặc là anh chị có thể click vào góc trái phía trên này, chọn vào ứng dụng Timesheet thì nó sẽ mở ra giao diện ở đây. Anh chị có thể nhìn lên màn hình. Sự lý tưởng ở đây có nghĩa là hàng ngày nhân viên có thể tự vô phần mềm và check coi mình có bao nhiêu công, mình đi muộn bao nhiêu lần và mình bị khấu trừ bao nhiêu lần. Màn hình hiển thị đang màu đỏ như thế này có nghĩa là công thức nó chưa có, dẫn đến là mọi người không thể tự theo dõi được những chỉ số ở đây. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để thiết lập công thức và chạy ra được những con số ở trên này. Anh chị có thể thấy ở đây nó có các cái log check-in này là 8:04 đến 18:05. Thời gian làm việc của chúng ta là từ 8:00 đến 12:00 và 13:00 đến 18:00. Nhưng nó vẫn đang hiển thị màu đỏ. Lý do là chưa có công thức. Và sau đây thì song song với việc hướng dẫn một cái cách thiết lập thì em cũng đề xuất một công thức mà Bay đang sử dụng. Công thức đó như sau. Ở Base, quy ước là nếu mà bạn đi muộn 15 phút thì bạn sẽ bị trừ 50.000. Thời gian làm việc giả sử từ 8:00 thì đi muộn 15 phút sẽ là 50.000. Và đi muộn từ 15 phút đến 60 phút làm sẽ bị trừ 0,25 công. Một ngày có 1 công. Thì nếu mà đi muộn khoảng từ 15 phút đến 60 phút sẽ bị trừ 0,25 công. Đi muộn quá 1 giờ đồng hồ sẽ bị trừ mất cái công buổi sáng là 0,5 công của ngày hôm đấy. Tương tự với buổi chiều. Thì công thức nó sẽ như sau. Đi trễ sẽ là check-in. Lớn hơn shift from. Shift from là một cái biến trên phần mềm. Nó có tên là thời gian bắt đầu ca hay là thời gian quy ước bắt đầu ca. Biến này lấy ở đâu? Biến này sẽ lấy ở phần bên timesheet như sau. Anh chị tại giao diện này sẽ chọn vào mục tùy chỉnh. Chọn Workday. Anh chị sẽ chọn thời gian làm việc mà anh chị muốn chỉnh sửa. Ở đây em muốn chỉnh sửa thời gian demo. Em tùy chỉnh công thức cho thời gian demo này. Em sẽ định nghĩa các cái khái niệm trên phần mềm này. Islay là trễ này. Deduction là khấu trừ. Day point là tổng số ngày công trong một ngày. Ship point là số ngày công trong một ca. Thì em sẽ khái niệm đầu tiên là Islay. Islay là gì? Là check-in lớn hơn ship from. Đây. Để hiểu hơn về phần này thì anh chị có thể kiểm tra shift from ở góc bên này. Shift from nghĩa là cấu hình thời gian bắt đầu ca tính bằng giây. Có nghĩa là ở đây là 8:00. Nếu mà check in vượt quá 8:00 thì là trễ. Em đang đề xuất một công thức mà Bay đang sử dụng. Anh chị có thể sử dụng công thức này hoặc anh chị có thể dựa vào các cái biến bên tay phải đây để sáng tạo ra công thức cho công ty của mình. Sau khi định nghĩa xong được một cái biến ở đây thì em sẽ chọn lưu lại. Và định nghĩa cái biến tiếp theo. Biến tiếp theo là biến khấu trừ. Ở đây mình có một cái phần khấu trừ là nếu mà đi muộn trong vòng 15 phút thì sẽ bị tính là một lần đi muộn. Và cái lần đi muộn này sẽ do doanh nghiệp của anh chị tự định nghĩa là
bị trừ bao nhiêu tiền hoặc là bị phạt như thế nào. Tại vì 15 phút thì bị trừ tiền, nhưng mà quá 15 phút thì sẽ trừ công rồi. Nên là mình sẽ phải định nghĩa cái biến khấu trừ này, copy này, sau đó paste vào đây. Sau khi paste xong thì em sẽ lưu lại. Anh chị hiểu là nếu mà người ta check in muộn nhưng mà không quá 15 phút thì người ta sẽ bị tính một lần đi muộn. Đó. Sau đó lưu lại. Biến thứ ba là em sẽ có một cái phần là biến tính ship point. Đây. Thì em ở đây thì em sẽ thao tác nhanh. Sau này anh chị có thể tìm hiểu dưới cái video này, nó sẽ có một phần decryption và nó có cái gán công thức này, anh chị có thể tìm hiểu thêm. Thao tác nhanh sẽ như sau. Em cũng sẽ vào phần tùy chỉnh công thức của cái thời gian làm việc demo. Em thêm biến trung gian này. Biến đầu tiên em thêm sẽ là về đúng giờ. Em phải định nghĩa như thế nào là về đúng giờ. Đây. Nó sẽ có là check out in time. Em đặt một biến tên là như thế này. Cái này là do mình quyết định thôi. Check out in time là check out lớn hơn shift to. Shift to là thời gian kết thúc ca. Biến thứ hai em muốn định nghĩa là nửa ca. Ở đây mình sẽ có một phần là nửa công này. Thì như thế nào là nửa công? Mình sẽ định nghĩa ở đây. Ở đây có dấu bằng rồi, nên là anh chị chú ý là mình không có thêm dấu bằng ở giữa. Rồi. Và em sẽ định nghĩa 1K sẽ là như thế nào. Đây, công thức tổng quan của mình sẽ như sau. Nếu mà bạn đi muộn không quá 15 phút và bạn check out đúng giờ, bạn sẽ nhận được 0,5 công. Có nghĩa là K đấy bạn nhận được 0,5 công. Và một ngày bạn đáp ứng được nhu cầu này cho cả 2K thì bạn sẽ được 1 công. Trong từng K mà nếu mà bạn đi muộn trong vòng 15 phút đổ lại thì bạn chỉ không phải. Nếu mà không thuộc trường hợp này, đây, cái này nghĩa là nếu không thuộc trường hợp này thì nó sẽ là nửa K. Và nửa K là như thế nào? Nửa K là khi bạn đi muộn từ phút thứ 15 đến phút thứ 60 bạn sẽ được nửa K. Còn nếu mà bạn đi muộn trong vòng 15 phút đổ lại thì bạn sẽ bị trừ 50.000. Nói chung nhìn nó có vẻ phức tạp, nhưng công thức nó sẽ giống như cái hình này. Anh chị có thể nghiên cứu thêm hoặc là đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ trực tuyến, hoặc là đặt câu hỏi ngay trong phần bình luận của video này. Sau khi làm xong anh chị sẽ lưu lại. Thao tác vừa rồi là em đã tạo công thức cho một cái thời gian làm việc. Sau khi tạo xong thì anh chị sẽ vào cái phần chu kỳ tính công này. Anh chị phải tạo ra một chu kỳ mới. Có thể là chu kỳ ngay trong cái tháng này. Hiện tại thì em đã tạo ra ở đây rồi. Sau khi tạo xong chu kỳ thì anh chị sẽ vào đây để thêm add cái time sheet. Em add cái demo rồi và ở đây em đã add. Sau khi add xong thì anh chị ấn nút done và chạy nó ra. Khi mà đã làm được thao tác như vậy thì anh chị sẽ chọn ở cái circle ở bên này. Anh chị sẽ đi từ bước đầu tiên, đó là chỉnh sửa thời gian chấm công. Đây là giao diện để anh chị có thể chỉnh sửa các cái thời gian chấm công của công ty nếu như mọi người có sai sót hoặc thay đổi nào đó. Nếu mà không có thay đổi thì anh chị sẽ chạy luôn. Tuy nhiên nếu có thay đổi thì anh chị có thể chọn vào ô này và add một cái log check-in. Có thể thêm thời gian check-in cho người này là lúc 23:18 chẳng hạn. Hoặc là hôm đấy có gì sai sót của máy chấm công thì anh chị có thể add cái log check-in cho người đó. Mình ngoài ra còn có thể thao tác là kéo rất là nhiều người để cùng thêm một log check-in nếu cần. Đó. Sau khi mà thời gian chấm công đã chỉnh sửa xong thì anh chị sẽ đến giai đoạn là chỉnh sửa thời gian làm việc. Nếu như trong tháng có sự thay đổi về thời gian làm việc mà anh chị có chỉnh sửa ở bên này, đây, có chỉnh sửa thời gian làm việc hoặc chính sách làm việc gì đó, thì anh chị phải giúp em là tải lại lịch làm việc. Nếu mà có ngày lễ thì phải đồng bộ với ngày lễ. Sau khi làm xong thì mình sẽ áp dụng công thức Excel. Đây, nó sẽ ra số ngày công cho mọi người này. Nếu mà số công này đúng thì mình sẽ ấn lưu lại. Sau khi lưu lại thì anh chị có thể chỉnh sửa số công ở đây nếu như có sai sót nha. Nếu có sai sót thì chỉnh sửa ở đây cũng được. Và sau khi làm xong hết rồi thì mình sẽ lưu lại. Hành động lưu lại này sẽ giúp cho là tất cả cái data chấm công của bạn Luân này sẽ được đổ qua payroll để tính ra lương. Đó. Thì sau khi mà mình làm xong vậy thì mình sẽ quay trở lại phần bảng công của cá nhân này. Thì anh chị thấy nó đã đổi màu. Màu vàng thể hiện là ca hôm đấy là người ta có đi muộn. Đây, muộn 4 phút này. Muộn 4 phút thì nó vẫn nằm trong cái khoảng này nên nó vẫn được đủ là 1 công của ngày hôm đấy. Nhưng mà nó bị khấu trừ, nó tính vào khấu trừ là 1 lần. Ngày tiếp theo người ta đi muộn, lúc 10 giờ người ta mới vô.
Và 10 giờ thì nó nằm trong khoảng là đây, nằm khoảng vượt qua 9 giờ rồi, thì nên người đấy sẽ bị trừ đi 0,5, dẫn đến là còn 0,5. Và nó không tính số phút đi muộn. Ngày thứ 5, à anh này làm việc rất đúng giờ, anh đến đúng giờ và anh về đúng giờ thì anh được một công và nó màu xanh. Ngày này anh đến lúc 8:35, trong khi thời gian bắt đầu ca là 8 giờ, anh đấy đi muộn 35 phút, dẫn đến là anh sẽ bị trừ 0,25 ca của ngày hôm đấy, hay còn gọi là trừ biết mất nửa ca buổi sáng, dẫn đến là anh có 75. Và anh đi muộn 35 phút. Ngày thứ 7 này, anh đến anh chấm công, nhưng mà anh lại không check out, dẫn đến là anh không có công. Đó. Thì trong video vừa rồi em đã giới thiệu về một công thức mà Bay đang sử dụng, cũng như là cái cách để anh chị thao tác từ việc tạo một thời gian làm việc này, rồi gán cái thời gian làm việc đấy với công thức này, sau đó thì chạy và thao tác để cho nó ra cái số công cuối cùng. Nếu trong quá trình tìm hiểu có thắc mắc nào đó liên quan đến bảng công, anh chị có thể hỏi đội hỗ trợ trực tuyến ở đây và nhắn tin trong đội hỗ trợ trực tuyến ở đây. Ý tưởng của phần timesheet này là như sau: hàng ngày mỗi nhân viên sẽ vô đây để check cái thời gian làm việc của mình. Thì để mà người ta check được thì anh chị cần phải thiết lập công thức lên trên này. Mong rằng anh chị sẽ thiết lập công thức thành công. Chúc anh chị một ngày tốt lành.